Ukraine và Séc xây dựng nhà máy sản xuất đạn dược tại Kiev. Tổng thống Joe Biden từ chối tranh luận ngoài kế hoạch với ông Trump. Israel tấn công trại tị nạn, san phẳng trụ sở cơ quan Liên Hợp Quốc ở Gaza. IS đứng sau vụ tấn công khủng bố Thánh đường Hồi giáo ở Oman làm 9 người thiệt mạng. Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức đáng chú ý trên kênh YouTube của báo Công Thương. Vừa rồi là những tin chính có trong chương trình và sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Nga phá hủy nhiều tay khí của Ukraina, trao thưởng cho phi công bắn hạ F-16 của Ukraina. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ thành công hàng loạt tên lửa và máy bay không người lái UAV của Ukraina trong 24 giờ qua. Sputnik trích dẫn thông cáo ngày 16 tháng 7 của Bộ Quốc phòng Nga thống kê. Các đơn vị pháo binh, tên lửa và tác chiến hàng không chiến thuật của Moscow vừa bắn hạ 6 tên lửa chiến thuật ATACMS do Mỹ sản xuất. Hai tên lửa dẫn đường Hammer do Pháp chế tạo, 7 tên lửa Hima do Mỹ phát triển. 28 UAV và một máy bay Yak-52 trang bị súng máy của Ukraine ở 124 khu vực khác nhau. Theo nhà chức trách Nga, các số liệu mới trên đã nâng tổng thiệt hại về khí tài của Ukraine kể từ khi cuộc xung đột giữa hai nước láng giềng bùng phát hồi cuối tháng 2 năm 2022 đến nay đã lên tới 628 máy bay quân sự, 277 trực thăng, 27.650 UAV, 552 hệ thống tên lửa phòng không, 16.594 xe tăng và các loại phương tiện chiến đấu bọc thép khác. 1.378 tổ hợp pháo phản lực, phóng loạt MLRS, 11.982 khẩu pháo giã chiến và súng cối, cũng như 32.739 phương tiện quân sự đặc biệt. Bên cạnh đó, theo thông tin được đăng tải trên kênh Telegram của Bộ Quốc phòng Nga, Giám đốc công ty Forest Ilya Potanin đã khẳng định, công ty này sẽ trao phần thưởng trị giá 15 triệu rúp tương đương với 165.000 đô la Mỹ cho quân nhân đầu tiên bắn hạ được máy bay chiến đấu F-16 hoặc F-15 của Mỹ. Tuần trước ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Mỹ và các đồng minh đang gửi máy bay chiến đấu F-16 tới Ukraine và chúng sẽ xuất hiện trên bầu trời của Ukraine vào cuối mùa hè năm nay. Hà Lan đã gửi 12 đến 16 máy bay chiến đấu F-16 đến Romania nơi các phi công Ukraine đang được đào tạo để điều khiển những chiếc máy bay này. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mới đây đã cảnh báo, nước này sẽ coi sự xuất hiện của bất kỳ máy bay chiến đấu F-16 có khả năng mang lại vũ khí hạt nhân nào của phương Tây tại Ukraine là mối đe dọa. Ukraine và Czech xây dựng nhà máy sản xuất đạn dược tại Kiev. Công ty nhà nước Ukroboron Service của Ukraina và nhà sản xuất đạn dược Celio and Bellot của Séc đã lên kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất đạn dược tại Ukraina. Trong số những thỏa thuận liên quan đến ngành công nghiệp quốc phòng, một nhà máy sản xuất đạn mới sẽ được xây dựng tại Ukraina. Thỏa thuận đã được Chelier and Bellot và Ukroboron Service ký kết. Điều này rất quan trọng đối với nguồn cung vũ khí của quân đội hiện nay. Thủ tướng Ukraine Denis Mihal cho biết hôm 16 tháng 7 Cộng hòa Séc là quốc gia ủng hộ mạnh mẽ cho Ukraine xuyên suốt cuộc xung đột quân sự với Nga và đi đầu trong sáng kiến cung cấp hàng trăm nghìn viên đạn từ khắp nơi trên thế giới. Nhà sản xuất súng COS CZ Group của Séc, đơn vị đã mua lại Celier and Ballot vào đầu năm 2024, tiết lộ họ sẽ cung cấp máy móc để sản xuất đạn cỡ nhỏ như một phần của dự án. Một đơn vị khác của COS CZ là ZK cũng đã ký thỏa thuận chuyển giao công nghệ sản xuất súng trường CZ Brand 2 tại Ukraine. Theo ông Denis Mihan, Ukraine đã nhận được 50.000 vỏ đạn đầu tiên từ sáng kiến của Séc đưa ra vào đầu năm 2024. Thủ tướng Séc Petra Fiala cho hay chiến dịch cung cấp đạn dược tiếp tục đến năm 2025. Khoảng nửa triệu quả đạn pháo dự kiến sẽ được chuyển đến Ukraine vào năm 2024 thông qua chiến dịch của Séc. Số đạn pháo này sử dụng nguồn đóng góp từ nhiều quốc gia NATO và đồng minh để cung cấp đạn dược bên ngoài châu Âu. Cộng hòa Séc từng tuyên bố gửi 50.000 quả đạn pháo đến Ukraine vào tháng 7 và tháng 8. Từ tháng 9, số lượng giao hàng tháng sẽ được tăng lên 80.000 đến 100.000 quả. Trước đó, lâu đạn pháo đầu tiên, theo sáng kiến của Cộng hòa Séc đến Ukraine vào cuối tháng 6. Tháng 2, Tổng thống Cộng hòa Séc lần đầu thông báo sáng kiến mua 800.000 quả đạn pháo cho Ukraine. Brazil đã đảm bảo cam kết cung cấp 500.000 quả đạn pháo 155mm và 300.000 quả đạn pháo 122mm với nguồn cung cấp chưa được tiết lộ. Theo đại diện quân đội Ukraine, kế hoạch viện trợ đạn pháo của Séc đã được cho là chi khoảng 2 tỷ đô la Mỹ để mua đạn pháo từ Nam Phi và Hàn Quốc. Tổng thống Joe Biden từ chối tranh luận ngoài kế hoạch với ông Trump. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã từ chối đề nghị của đối thủ Donald Trump về một cuộc tranh luận ngoài kế hoạch để ông tái khẳng định bản thân sau màn thể hiện lép vế ở buổi so tài hùng biện hồi tháng 6. Tổng thống Biden đang đối mặt với ngày càng nhiều lời kêu gọi rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay, sau khi ông bị đánh giá là yếu thế hơn so với cựu tổng thống Donald Trump trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trên truyền hình trước tổng tuyển cử giữa hai ứng viên vào hôm ngày 27 tháng 6. Báo New York Times đã đưa tin các nhà tài trợ cho Đảng Dân Chủ đã giữ lại 90 triệu đô la Mỹ tiền quyên góp nhằm gây sức ép buộc đảng này phải chọn một ứng viên tổng thống khác thay cho lãnh đạo Nhà Trắng đã 81 tuổi. Tuy nhiên, ông Biden khẳng định sẽ tiếp tục tranh cử. Phát biểu tại một cuộc meeting vận động tranh cử ở Myanmar, bang Florida ở tuần trước, ông Trump đã đề nghị tổ chức thêm một cuộc tranh luận ngoài kế hoạch để ông Biden, có thể chứng minh cho mọi người trên toàn thế giới thấy mình có những tố chất cần thiết để làm tổng thống. Ông Trump nói thêm, cuộc tỷ thí đột xuất sẽ không có người điều phối chương trình và chỉ giữa hai người với nhau. Khi được hỏi về đề xuất trên tại cuộc phỏng vấn với đài NBC ngày 16 tháng 7, ông Biden khẳng định sẽ chỉ tranh luận với ông Trump vào thời điểm hai bên đã nhất trí từ trước. Theo kế hoạch vị tổng thống sắp mãn nhiệm của Đảng Dân Chủ sẽ so tài hùng biện lần hai trước bỏ phiếu với cựu tổng thống của Đảng Cộng Hòa tại sự kiện do hãng thông tấn ABC chủ trì vào ngày 10 tháng 9 tới đây. Lãnh đạo Nhà Trắng quả quyết ông sẽ không lặp lại thành tích kém cỏi trong cuộc tranh luận tiếp theo với đối thủ Trump. Châu Âu lo ngại khi Donald Trump chọn j D. Vance làm ứng cử viên phó tổng thống. Ngày 15 tháng 7, ông Donald Trump thông báo chọn JD Vance làm ứng cử viên phó tổng thống cùng tranh cử vào Nhà Trắng trong mùa bầu cử Mỹ năm nay, dấy lên lo ngại khắp châu Âu. Theo đó, tại Hội nghị An ninh Munich hàng năm hồi tháng 2, ông Vance phát biểu rằng ông phản đối viện trợ quân sự cho Ukraine và cảnh báo thẳng thừng rằng châu Âu sẽ phải dựa ít hơn vào Mỹ trong việc phòng vệ. Việc ông ấy được chọn vào liên danh tranh cử là điều đáng quan ngại với châu Âu, bà Rica Dalang, đồng lãnh đạo đảng Xanh của Đức vốn nằm trong chính phủ Thủ tướng Olaf Scholz và đã từng tham gia một phiên thảo luận với ông Vance ở Munich cho biết. Việc lựa chọn ông Vance làm dấy lên lo ngại ở châu Âu rằng nếu ông Trump trở lại Nhà Trắng, ông ấy sẽ chấm dứt hoặc hạn chế viện trợ của Mỹ dành cho Kiev và đẩy Ukraine đến việc phải đàm phán hòa bình để chấm dứt cuộc chiến. Điều này sẽ giúp Moscow có được phần lãnh thổ đáng kể của Ukraine, cũng như càng làm cho Tổng thống Nga Vladimir Putin mạnh bạo hơn nữa trong việc mở thêm các chiến dịch quân sự khác. Quan điểm đó càng được củng cố khi lá thư mà Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, người đến thăm ông Trump hồi tuần trước, gửi đến các nhà lãnh đạo EU. Ông Orbán, đồng minh của ông Trump cho biết, cựu Tổng thống Mỹ sẵn sàng làm nhà môi giới hòa bình ngay lập tức nếu ông thắng cử vào tháng 11. Israel tấn công trại tị nạn, dân phẳng trụ sở cơ quan Liên Hợp Quốc ở Gaza Ngày 16 tháng 7, Sở Y tế Gaza cho biết, đã có ít nhất 57 người thiệt mạng trong các cuộc ném bom của Israel vào các khu vực phía nam và trung tâm giải Gaza. Theo đó, một cuộc không kích đã xảy ra gần một khu liều trại dành cho các gia đình phải di rời tại thành phố Atta, thuộc khu vực được chỉ định là khu vực nhân đạo Al-Mawasi ở thành phố Khan Yunis. Ít nhất 17 người Palestine đã thiệt mạng và 26 người bị thương trong vụ này. Về phần mình, quân đội Israel cho biết, cuộc không kích này nhằm vào một thủ lĩnh cấp cao của nhóm Jihad, một đồng minh của Hamas. Tuyên bố của quân đội cho biết thêm, chúng tôi đang xem xét các báo cáo về việc một số thường dân đã bị thương do cuộc không kích. Cũng theo Sở Y tế Gaza, vài giờ sau, một cuộc không kích của Israel vào một trường học do Liên Hợp Quốc điều hành, nơi có những gia đình phải di rời trong trại Nuserat, đã làm 23 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Trong khi đó, quân đội Israel lại nói rằng đã tấn công một nhóm khủng bố hoạt động bên trong trường học sau khi thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro cho dân thường. Các nguồn tin an ninh Ai Cập cho biết những nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột đã bị đình trệ từ ngày 13 tháng 7. Sau 3 ngày đàm phán không đạt được kết quả khả thi và sau một cuộc không kích của Israel nhằm vào chỉ huy quân sự cấp cao của Hamas, ông Mohan Dileb, IS đứng sau vụ tấn công khủng bố thánh đường Hồi giáo ở Oman làm 9 người thiệt mạng. Ngày 16 tháng 7, nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã nhận tiến hành một vụ tấn công nhằm vào một thánh đường Hồi giáo ở dòng Shiite ở Oman, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, trong đó có 3 đối tượng tấn công. Thông báo của IS dẫn 3 nguồn tin an ninh khẳng định ba đối tượng tấn công đều là thành viên của nhóm và đã tấn công các tín đồ Hồi giáo dòng Shiite đang tham gia cầu nguyện trong dịp lễ Ashura tại thánh đường Ali bin Abi Talib thuộc quận Wadi akabia ở thủ đô Muscat của Oman. Tối ngày 16 tháng 7, IS cũng công bố đoạn video về vụ tấn công trên trang Telegram, khẳng định vụ tấn công đã khiến hơn 30 người tử vong. Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết có 4 công dân nước này trong 6 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố này. Cùng ngày, Đại sứ quán Mỹ tại Muscat cho biết đang theo dõi thông tin về vụ việc, đồng thời khuyên cáo công dân Mỹ ở Oman cần cảnh giác cập nhật tin tức sở tại và chú ý đến các chỉ dẫn của chính quyền địa phương. Oman được đánh giá là một trong những quốc gia có an ninh ổn định nhất khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, vụ tấn công tối ngày 15 tháng 7 đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ IS trỗi dậy trong khu vực. Iran sẵn sàng nối lại đàm phán thỏa thuận hạt nhân Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Iran cho biết, Iran vẫn để ngò khả năng nối lại đàm phán thỏa thuận hạt nhân với Mỹ về mặt chính sách đối ngoại, quyền bộ trưởng ngoại giao Iran Bekery Ghani cho biết, Iran sẵn sàng nối lại đàm phán với Mỹ nhằm khôi phục sự tham gia chung vào thỏa thuận hạt nhân, theo tạp chí NewsTech đưa tin. Tuy nhiên, Iran lại có ý định thúc đẩy mối quan hệ ngày càng sâu sắc hơn với Trung Quốc, Nga và một số quốc gia láng giềng. Iran sẽ kêu gọi hành động mạnh mẽ hơn chống lại Israel vì cuộc chiến ở Gaza. Thỏa thuận hạt nhân Iran có tên gọi đầy đủ là Kế hoạch Hành động chung Toàn diện JCPOA, được Iran và các nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, bao gồm Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Nga, cùng Đức ký kết vào tháng 7 năm 2015. Theo đó, Iran hạn chế hoạt động hạt nhân để đối lấy việc nới lỏng biện pháp trừng phạt. Năm 2018, Tổng thống Donald Trump khi đó rút Mỹ khỏi thỏa thuận và tái áp đặt trừng phạt kinh tế đối với Iran. Ngược lại Tehran tuyên bố thực thi hạn chế cam kết của nước này trong thỏa thuận. Nhiều cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận bắt đầu được tiến hành từ tháng 4 năm 2021 tại Vienna, Áo. Tuy nhiên, đàm phán bị đình trệ kể từ khi kết thúc vòng đàm phán gần đây nhất vào tháng 8 năm 2022. Tuần trước, chính quyền tổng thống Joe Biden đã tuyên bố Mỹ chưa sẵn sàng nối lại đàm phán hạt nhân với Iran dưới thời tân tổng thống Iran. Các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran nhằm khôi phục thỏa thuận bị đình trệ suốt thời gian vừa qua. Iran vẫn là một phần của thỏa thuận nhưng giảm bớt cam kết do Mỹ áp dụng lệnh trừng phạt đối với nước này. Cuối tháng 3, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu-EU Joseph Borrell đã khẳng định, việc đưa các cuộc đàm phán hạt nhân đi đến hồi kết vẫn là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của EU. Đồng thời, ông Joseph Borrell cũng đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì đàm phán về vấn đề này và dỡ bỏ hệ thống lệnh trừng phạt đối với Iran những tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo